con vốn không ngu đần, sao không tri tìm lý chân. Gần cùng nhau mắt con nhìn xem, nàng đục tay là gái tận tường. Có lúc đài cùng con lời phân, lúc đông tuồng đài làm ba tí. Nhiều người xem phải nhận lời khen, bà Quan Âm là chúc anh đài. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Nhớ lên nào, nhớ lên nào. Chuẩn bị sẵn sàng. Thưa quý vị, chúng ta chuẩn bị đón mẹ vợ và con rể. Đó là Má Tư Xuân Yến và con rể nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Trời ơi, giới thiệu kia mà dài dòng quá, tôi đứng ngoài tôi chờ. Dạ, chào Má Tư. Má ngồi nha má. Dạ, ngồi. Dạ, tôi ngồi chào chú Long. Chào em Lê Lộc. Chào anh Quyền Linh. Dạ, 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 dạ chào Má Tư. Má chào hai con. Má nhớ lại hồi đó má gặp anh Kim Tử Long đầu tiên đó, má có ấn tượng với gì ở chàng trai này không? Nếu nói đúng ra, má không giờ mới nghĩ rằng Long sẽ là rể của má. Không nghĩ luôn hả? Không giờ nghĩ đâu. Biết tại sao không? Dạ sao vậy? Tại vì hồi trước đó, hồi lúc mà Kim Tử Long hát cho đoàn cái Lương Minh Tơ đó. Dạ. Là Kim Tử Long gọi em Má Tư bằng chị không à? Chị Tư. Chị Tư với anh Cảnh. Chị Tư với anh Cảnh không à? Anh Hữu Cảnh á. Ủa sao anh Hữu Cảnh? Bây giờ là ba vợ đó. Ba vợ là nam nghệ sĩ Hữu Cảnh. Hồi đó anh kêu bằng anh, kêu Má Tư bằng chị. Sau đó một cái thời gian đó rồi đảo lộn về thời gian, đảo lộn về cuộc sống đó. Cái từ chị chuyển qua má nào không hay luôn. Chuyển qua có khó không? Mới đầu thì cũng hơi khó khó đó. Nhưng mà biết là từ từ nó quen. Ở gia đình Minh Tơ á, nghệ sĩ Nhân dân Thanh Đồng á, thì Long kêu bằng cậu. Mà rồi bên đây kêu bằng chị, thành thử ra nó bị lộn lộn. Tại vì cậu Năm với lại má Năm á là lại chơi với lại ba mẹ anh. Dạ. Anh được kêu theo cái kiểu mà vai vế đó. Kêu bằng cậu. Kêu bằng đó. Rồi sau này cái là nó, ủa sao kỳ vậy ta, tại sao kêu cậu Năm Thanh Đồng bằng cậu mà tự nhiên kêu cô Xuân Yến bằng chị. Chị nó lộn, nó kỳ vậy. Rồi kêu Trinh Trinh với là Tú Sương á bằng con, mà kêu Quế Trân bằng chị. Mà Quế Trân thì lại là em của Trinh Trinh với lại Tú Sương. Ôi trời, nó lộn. Hồi xưa kêu bằng con đúng không? Kêu bằng con. Bây giờ kêu bằng gì? Kêu thương vợ, thương vợ. Rồi từ đó rồi bắt đầu đi hát rồi em đó rồi quen luôn. Nhưng khi mà trở từ em mà trở thành con mình á, thì má Xuân Yến thấy ấn tượng điều gì ở con đó nha? Đừng nói chuyện em, con rể đó. Nói nghe nó cũng hơi khó. Tại vì mình đang kêu em mà. Rồi cái sau này cái hai đứa nó thương nhau thì mình cũng thấy trong lòng, ủa thế vậy sẽ phải gọi làm sao. Mình nói mình nhìn trên đời này cái gì cũng chẳng qua lương duyên trời định. Dạ. Mới khiến thành ra mới gọi bằng con luôn. Rồi đi hát một thời gian, sau khi mà anh gãy đổ lần thứ nhì đó, là tới khoảng 4 năm sau thì đi hát chung với lại Trinh á, thì từ từ tình cảm mới nó dần dần khái niệm. Khái niệm nói chung là Má Tư là cái người khó với công việc, ở trong nghệ thuật khó lắm á. Ở ngoài coi dễ dãi gì đó, cười vui gì đó, nhưng mà đến hồi vô mà tập tuồng với lại mà nhất là bầu xô mà dẫn đoàn mà đi hát cúng đình á, mấy cái hội đình á, trời khó lắm. Ra hát mà tuồng tích sai là vô la liền, nghiêm túc vụ đó. Nhưng từ lúc làm má giờ có la không? La luôn, vẫn la luôn, nhưng mà la là mấy đứa chứ còn không có la chuyện đâu. Có không cô? Hồi đó thì la, nó sau này nó lớn rồi mình không có lấy gì nữa, biết không? Từ lúc nó lấy con mình giờ không dám la gì. Mình la nó về nó la con mình sao, tội nghiệp con mình ai bên. Từ khi về làm rể gia đình rồi đó,
mỗi một tuần mình qua mình có gặp má vợ không hay là không có qua mà ở chung nhà luôn? À, ở chung đó, ở chung mới khó đó. Từ cái ngày mà bắt đầu mà Long với Trinh chính thức á sống chung và có em bé đó, dạ, thì là má Tư về ở chung nhà luôn. À, ăn uống thì má Tư thì không có nấu ăn, nhưng mà là ở nhà có người. Nhưng mà lâu lâu khi nào mà anh không có đi hát á, cái là hú hí ở nhà đi chợ đi, rồi ở nhà nấu nấu cho cả nhà ăn, rồi má Tư cùng ăn với cả gia đình vậy đó. Ngược lại thì má Yến có nấu cho anh ăn không? Không bao giờ động ngón tay, thiệt á. À, xin báo nha, nhà nhìn cái bàn tay nè, năm nay là 81 tuổi rồi. Má nhiêu quên con quên rồi, má nhiêu quên con quên rồi, má nhiêu 79 còn. Trời ơi, nó tăng tuổi. Quên 79, nhưng mà 81, 79 rồi mà nhìn bàn tay thấy chưa. Má kể là từ ngày má biết làm đầu hát là con mà, con của bầu mà, bầu Thánh Minh Tơ, là không có làm cái gì đó, chỉ biết đi hát thôi. Hát giống như Quế Trân bây giờ vậy đó. Trinh Sương là còn có làm nha, còn Quế Trân là giống như Má Tư, chỉ sanh ra là để đi hát. Thành thử là bàn sướng tay, có người lo hết trơn. Ừ, bàn tay đẹp, mới đâu có bao giờ vô bếp nấu đâu. Má Xuân Yến thấy mình hợp điều gì với anh Kim Tử Long? Hợp từ cái nghệ thuật với cái tánh tình đạo đức của anh Long. Dạ. Tôi nói không giờ tôi biết định ai đâu. Nếu hỏi những nghệ sĩ mà đi chung đoàn biết tánh Má Tư, Má Tư nói thẳng lắm. Má Tư thương nó đó, chơi với nhau hồi lúc mà Long còn ở với lại mẹ của Mai Ca. Dạ. Đó, cũng chơi với mẹ Mai Ca. Nhiều quá thế hệ. Má cứ nói thẳng đi, nhiều quá thế hệ. Thế hệ mẹ Mai Ca là thế hệ mẹ của Sumi Susu. Giờ tới thế hệ của Andy với Peter. Má Xuân Yến chứng kiến hết. Chứng kiến hết những mối tình của Kim Tử Long. Biết hết. Nó là cũng hiểu lắm rồi ha. Hiểu. Vậy là rất là hợp với nhau, tại vì thân quen trong đoàn hết rồi. Cô thấy có điều gì mà không hợp bên Kim Tử Long? Nếu nói không hợp, tại hồi đó giờ cô chưa kiểm tra, cô không có biết. Có cái tội yêu nghề. Sáng chạy ra Hà Nội, chiều đi xuống dưới tỉnh. Dạ, cái đó cũng ham tiền đó. Dạ, cái đó cũng ham tiền đó. Nói ngay, cái này nói thật, có tiền cũng giúp đỡ những người nghệ sĩ với nghèo. Yeah. Đó, nó được có cái đó. Yeah. Chú Long có tật xấu gì không bà? Mà nếu nói mình nói tốt không cũng không được. Trên đời á, ai cũng phải có cái xấu. Đúng rồi. Thôi giờ nó xấu đó nha, cái này tụi nó xấu nó có mặt luôn vậy. Cứ việc nói đi má. Ừ. Mình nghĩ tại nó đàn ông trai, hãy ra đường á, hãy thấy con gái đẹp là hãy liếc con cái rồi chứ không dám liếc lâu. Liếc nhẹ cái thôi. Cái đó quyền linh hơn con. Cái đó quyền linh hơn con. Ủa, mà ai đẹp mình phải nhìn. Đúng rồi. Tại vì sao mình phải nhìn để mình biết. Mình biết vợ mình thiếu cái gì mình nhìn bổ sung. Thường thường là nhìn quần áo thôi à. Nhìn quá cô đó bận cái đó đẹp quá thì ta. Ồ, cái này mà nếu mà Trinh mà bận chắc cũng được nè. Rồi, đi kiếm, áo đẹp đi hơn. Kiếm, mua. Đó. Thấy chứ chưa? Còn không phải nhìn da nhìn thịt người ta đâu. Thì chắc hai người này hợp với nhau về biểu diễn lắm hả? Dạ. Ngay chuyện mẹ vợ con rể nãy giờ cũng rất là hợp với nhau. Không có cái gì mà trách móc như được, chỉ có cái liếc gái rồi. Thế thôi. Với lại ở trong nhà, trong đó thật là Long thì đi hoài à, ít có ở nhà để mà chăm sóc cho má vợ nhiều. Lâu lâu má Tư có đi á thì về nó, ủa má Tư đâu, nó má Tư đi rồi. Thì mình cũng có một hai lời nói chuyện với Trinh. Nói má lớn tuổi đừng để má đi nhiều quá. À, đi vậy là lỡ rồi có chuyện gì không ai đỡ được. Dạ. Trời, hồi nãy con nhớ 81 tuổi đó, ai ngờ có bạn chính à. Có nói như vậy thì Trinh cũng nói má đi thăm bạn, đi xe đáp không sao đâu. Thì mình cũng có quan tâm. Nhưng mà cái quan tâm đó là chỉ là một lời nói thôi chứ còn chưa có cái hành động. Có tặng quà gì chưa? Ở trong nhà thì thường thường là nói với Trinh là lâu lâu cũng lì xì cho má để má có tiền má đi chơi vậy đó. Rồi mỗi tháng cũng cho má chút đỉnh vậy là má dần tới má đi chơi chứ giờ đâu có đi hát nữa. Dạ. Mà cái điều quan trọng là bây giờ là má Tư đó nha, 79 tuổi rồi nhưng mà hát vẫn còn là rất tốt. Vừa rồi là anh có vợ là dựng lại cái vở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đó, là cũng có mời má Tư hỏi má bây giờ con làm cái tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài má hát nổi không, nó hát nữa không, hát cho má ăn chứ. Giờ con mời má hát vai Sư Mẫu nha. Được, hồi đó má hát vai Sư Mẫu á. Dạ, vậy đầu tiên đó. Ừ, trong cuộc đời lúc đi hát đầu tiên đó. Lúc đó cô mới có 16 tuổi. Bây giờ có thể mình biểu diễn cái đoạn Lương Sơ Bá Chúc Anh Đài trên Kim Tử Long. Lương Sơ Bá Chúc Anh Đài hả? Dạ dạ. Giờ má còn hát nổi không? Hát, chơi liền. Đó, chơi liền. Chưa? Vậy đó. Rồi. Kêu lên là lên à. Rồi, âm nhạc nha. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha. Dạ.
Con Lương Sơn Bá xin kính chào sư mẫu. Sơn Bá, sư mẫu có nghe chúng bạn nói lại rằng con nhóm bệnh ngày cũng như đêm, con biến ăn biến ngủ. Có lẽ đây cũng là chứng buồn rồi sanh bệnh chứ gì. Dạ thưa sư mẫu, con không hiểu tại sao mà mọi sự con thấy làm chán nản. Sơn Bá, kể từ khi Chúc Anh Đài trở về gia thất, ta thấy con buồn bã vô cùng. Một tâm tình hai trẻ lâu nay mến thương nhau thân thiết vô cùng. Dạ, hai con biết nhau khi mới đi du học à. Và dùng thay nhang con đã trọn lời thề, xin tự nguyện giữ chữ đồng, chân giam cùng với nuôi sông. Sơn Bá, vì nhớ thương mà con ưu tư sầu muộn, thương cả đêm mà nhớ cũng cả ngày. Dạ. Ta nghĩ không có thứ thuốc thang nào mà chữa bệnh Sơn Bá cho cam. Sư mẫu ơi, con đang mê hay tình à, sao cứ nhớ mãi hình ảnh Chúc Anh Đài ở Hàng Châu mà con nhớ mãi tiếc vàng. Hình bóng ai kia ứng hiện lúc đêm về. Sơn Bá, con tương tư trầm trọng vì nhớ thương bạn Chúc Anh Đài. Dạ. Vậy hôm nay ta có liều thuốc này. Liều thuốc khỏi phải dùng, chỉ nghe thôi là hết bệnh ngay. Dạ, sư mẫu, sư nào, sư mẫu nói gì mà con chưa hiểu ạ? Sơn Bá con. Dạ. Tri tri còn sang thông hơn người, đây nghe bao lời đố ta tìm ra. Ta phân là Chúc Anh Đài, hãy đoán xem gái kia hay trai, còn cho ta được biết ra sao, người người kia gái hay là trai, tìm cho ra về Chúc Anh Đài. Nghe mấy lời con đây tìm ra, tương đô gì con đây không tìm ra, tình bạn thân kết sẽ tình thâm, người là trai là Chúc Anh Đài. Dạ Chúc Anh Đài là trai đó sư mẫu. Sơn Bá. Dạ. Tri tri còn vốn không ngu đần, sao không tri tìm lý chân, gần cùng nhau mắt con nhìn xem, nàng đục tay là gái tận tường. Có lúc đài cùng con lời phân, lúc đông tuồng đài làm ba tiếng, nhiều người xem phải nhận lời khen, bà Quan Âm là Chúc Anh Đài. Thưa sư mẫu, Chúc Anh Đài quả thật là trai, Chúc Anh Đài quả thật là trai, từ hình dung tướng đi là trai, đài là trai là Chúc Anh Đài. Sơn Bá con. Anh Đài là trai sư mẫu à? Không, con đã lầm cũng như bao nhiêu người khác đã lầm. Lầm. Bây giờ sư mẫu cho con biết về Chúc Anh Đài. Dạ. Chúc Anh Đài là con gái của Chúc Viên Ngoại ở Chúc Gia Trang, vì nàng muốn du học ở Hàng Châu là thân gái, cha mẹ không cho đi nên buộc nàng phải giả trai để đi du học. Hả? Gái giả trai? Sơn Bá, nàng yêu con lắm đấy. Hả? Nhưng còn ngần ngại không dám thốt nên lời. Trước khi về nhà, sư mẫu cho con biết nàng không quên trao lại cho sư mẫu chiếc ngọc trâm này, nhờ trao lại cho con. Sao nhờ sư mẫu nói dạy với con rằng hãy sớm lo việc cầu hôn. Cầu hôn? Dạ.
Phùng Hoàng Sang, gái là nàng, nàng là nàng đâu phải là trai. Vượt ngàn đường xa chẳng quan công gì, còn câu thề xưa chúc lương tưởng phùng. Thật ra là quý vị xem trên sân khấu á, nó còn cách xa. Xem truyền hình nó cũng cách xa luôn. Chúng tôi ngồi đây nè, rất là gần với nhau. Nó tinh tế từng ly từng tí. Ngồi lên không ngờ má Xuân Yến lại phải nói nó chi ly từng ly từng tí từng cái vũ đạo đó nha. Vẫn còn tươi trẻ. Con nói thiệt là lần đầu tiên con mới nghe chú Long hát trực tiếp vậy. Vậy hả? Dạ. Là con coi YouTube thôi đó. Dạ, YouTube thôi, lần đầu tiên mới coi trực tiếp vậy. Cái hồn dạ, của nhân vật cái nét đó. Biểu diễn rất là tinh tế và thú vị. Mà nhẹ nhàng đó. Dạ. Hôm nay là mọi người thấy là má Tư Xuân Yến là không có mặc đồ á. Chứ còn đúng là Tuồn á là phải mặc đồ luôn, cài trăm đồ này kia là mặc trên người là khoảng 3-4 kg. Trời ơi. Đồ nữa đó. Đồ mặc nhiều lớp lắm. Thật ra để cho thấy được rằng là anh Kim Tử Long với lại má Xuân Yến là tuy hai là một. Dạ. Đã từ ngày xưa rồi, cái biểu diễn ăn ý với nhau, từng ánh mắt, từng cái cử chỉ, thậm chí là hiểu người kia chuẩn bị làm cái gì luôn. Ánh mắt giao lưu với nhau đó. Mà không có bà mẹ vợ nào mà như má Tư đâu. Mà tại vì Long mà mỗi lần mà hát một cái vở gì hoặc là làm một cái chương trình live show gì đó là má Tư lúc nào cũng phải nói cho má đi coi. Coi tập luôn nha. Coi tập rồi xong rồi góp ý. Ờ chỗ này con phải dàn dàn nè. Hồi xưa là má biết chỗ này nó dàn dàn nè. Ờ mấy chú mấy ông diễn cho dàn 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 nè rồi góp ý. Cái chuyện mà nuôi con cái đó giống như con trai của anh nó trộn, nó dễ thương quá trời. Andy nó cưng hết sức luôn. Dạo này là anh hát được chưa chú? Hát dữ lắm. Trời ơi, hát từ lúc nhỏ luôn rồi. Hồi xưa con đi con quay chung với chú Long, con biết mà ảnh múa anh hát trời. Thông minh mà cực kỳ duyên luôn. Vì thì cái chuyện mà dạy dỗ đó, hai mẹ con có hợp nhau. Có khi nào má Xuân Yến dạy khác, anh dạy khác rồi góp ý với nhau chuyện dạy con không? Má nói đi. Con cứ việc nói đi không sao đâu. Má nói chứ đi. Nói ngay. Trong gia đình mừng lắm là thấy Andy nó nối nghiệp dòng họ. Những cái cách dạy dỗ bà ngoại đó, có ai nào dạy con khác anh Kim Tử Long dạy khác không? Không có đâu, tất cả đều là trường phái. Ý như là má Tư nói là ở trong nhà đó là má Tư dạy anh Trinh sao thì giờ anh Trinh dạy anh Điền vậy đó. Cũng vậy đó. Còn anh á, anh là ở trong nhà, anh là một người đàn ông chắc có lẽ là thương con nhiều hơn thương vợ luôn đó. Anh là đi làm về cực cỡ nào cực là phải ôm hai đứa nhỏ trước rồi mới thương tính con. Vợ sao thì vậy, cho nên là nó ỷ lại chút xíu. Con anh nó ỷ lại anh chút xíu. Nhưng mà mẹ nó là lại rất là cứng rắn. Có bao giờ cãi nhau, mâu thuẫn, tranh luận với vợ anh trước mặt của mẹ vợ không? Chắc cũng không luôn. Không có đâu. Hay gì ta? À, cái đó là cái hay đó. Cái này tôi nói thật, tôi ở trong nhà với tụi nó đó. Mà chưa giờ tôi nghe hai vợ chồng nó to nhỏ gây gỗ một tiếng nào hết trơn á. Anh mà có cái gì thì anh cũng đóng cửa lại. Rồi xong anh cho hai đứa nhỏ xuống nhà. Rồi xong anh với anh Trinh ngồi nói chuyện thôi. Nói sao chị rồi xong, mở cửa vô là hết rồi đó. Hay nha. Anh ở với lại Trinh là tính ra là cũng khoảng là chừng 11 năm rồi, chắc gây được 2 lần. Nhiều quá ha. Hai lần. Mà cả nhà không biết luôn nữa con. Dạ. Anh Kim Tử Long như nãy nói anh là người đầu bếp gia đình. Dạ. Nấu rất là ngon. Thì hôm nay em muốn anh nấu một món gì đó, đầu tiên là tặng cho má vợ, thứ hai là để những chàng rể biết là mình sẽ nấu như thế nào đó. Anh thì có nhiều món lắm, nhưng mà cái món này phải cần nước mắm thật ngon thì mới làm được cái món này. Muốn kho quẹt hả? Không. Đó là món gỏi gà. Ủa gỏi gà? Chấm tại nước vì mắm. Gỏi thì ai làm cũng được. Dạ. Mua bắp chuối về bào. Dạ đúng rồi. Gà luộc xong rồi xé khoai. Dạ. Nhưng mà làm không được ra cái nước chấm nước trộn á thì sẽ không bao giờ ngon. Vì vậy cho nên rất cần cái nước mắm ngon. Dạ. Sau đó là tới cái công đoạn là cái người pha chế. Chị nhà con có nước mắm ngon luôn. Nước mắm ngon luôn. Nước mắm Nam Ngư cá cơm tươi vị ngon gắn kết gia đình. Trời ơi. Nam Ngư là Nam Ngư nước mắm ngon rồi nha. Dạ. Dạ trời con mời chú gỏi gà. Rồi dạ. Rồi. Dạ. Rồi. 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 À, anh Kim Tử Long vào bếp tự nhiên nha. Dạ rồi. Con mời chú. Để này coi anh Kim Tử Long vào bếp sao nha. Rồi bây giờ con sẽ làm món gỏi gà để đãi má bữa nay nha, đãi má với Quyền Linh với lại Lộc. Dạ, chú cha. Chú nói thiệt với con là dạ. Chú không có làm gì ngon hết trơn á. Coi như là ăn khen cho lấy lệ đó. Cha con gà này coi bộ không biết là nó có ok không nhưng mà là mình cứ làm thử. Con ở nhà thì con thấy vậy nè,
hồi lúc cái mùa dịch đó chú, là ở nhà con đó, mẹ con đồ này chỉ là ở nhà phải tự nấu ăn luôn mà. Nên thành ra là sau cái mùa dịch hầu như là ai cũng biết nấu ăn á. Con biết nấu không? Dạ có chút chút. Có biết chút chút hả? Dạ. Con nghĩ là chắc chú cũng nhờ cái mùa dịch mà không à. Hả? Chú đã biết nấu từ xưa. Ồ vậy hả? Chú chỉ có mùa dịch đó là chú ở nhà chú nấu mấy cái món đơn giản như bún xào, bánh ướt để chú đem đi cho mấy cái chỗ mà bị cách ly đó. Ủa, tự chú nấu luôn hả? Tự chú nấu luôn mà. Ủa, chú nấu gì bao nhiêu phần? Khoảng 100 phần. Trời ơi, vậy đó hả? Lần đi 100 phần, lần chơi đi 100 phần. Ở nhà có lần nấu 400 phần. Dạ. Thế nên Long làm nhà hàng thì chắc là anh cũng quan tâm cũng như là tìm hiểu rất là nhiều món ăn để có thể làm nhà hàng mới được, đúng không anh Long? Có đầu bếp mà anh chỉ góp ý thôi chứ còn... Thì anh góp ý thì anh phải hiểu anh mới góp ý được chứ, đúng không? Đúng rồi. Chứ thế nên anh cũng phải tìm hiểu rất là nhiều món ăn ngon. Dạ. Yeah. Ôi chà, dai quá chú hả? Không phải dai đâu. Con gà này nó hơi lớn tuổi. Đây còn tiếp chú một tay nha. 1, 2, 3. Yes. Dạ. Dạ rồi. Trời, con gà này mỡ nhiều rồi nha. Thường thì anh ít có đi chợ đúng không chị Tử Long? Anh không có đi chợ. Gia đình thì Trinh đi chợ rồi xong là mua đủ thứ như thế nè. Mua gì là anh lên lên menu đi mua thôi, đúng không? Đúng rồi. Lên cái list mua gà rồi mua bắp chuối, bắp cải rồi củ hành, rau răm, ớt bằm. Có bao giờ má Xuân Yến ngồi xem con rể mình nó nấu ăn cho mình không? Hay là đây lần đầu tiên? Đâu có. Nấu nhiều lần lắm. Nhưng mà má đâu có ngồi coi gì đâu, đúng không? Không, không có coi gì đâu. Nấu sẵn xong rồi về ăn thôi, đúng không? Nấu sẵn ăn. Dạ. Không, mà nấu gì cũng ngon đó. Nó nấu nhiều món lắm. À. Còn má là không có nấu gì luôn? Không. Má không động ngón tay cái gì hết trơn. Từ nhỏ đến lớn, thiệt. Dạ. Coi như ai nấu mình ăn thôi. Mình biết ngon, không ngon chứ không bao giờ nấu luôn. Đi hát thôi chứ không làm hết trơn. Dạ. Vậy thì... con bầu mà. Con bầu đúng rồi. Hồi xưa là con bầu là dữ lắm á. Rồi ai mà được mà lấy con của bầu là cũng dữ dội lắm á. Xưa nghe bầu ha, bầu gánh hát là lớn lắm á. Anh nói em á, ngày xưa tại sao mà đào gánh hát á chỉ lấy kép thôi, ít có bao giờ lấy người ngoài lắm. Tại vì sao biết không? Sao anh? Người ngoài chịu không nổi. Về đâu có phục vụ đâu. Như má Tư nè, từ ngày lấy chồng như vậy bao giờ xuống bếp nấu cho chồng ăn đâu. Chồng nấu không đó. Đúng rồi đó. Hồi ông còn ba Cảnh nấu không đó. Vậy luôn hả? Anh Vũ Cảnh. Ừ. Ông nấu. Rồi bây giờ anh lấy Trinh hên quá. Trinh biết nấu. Trinh biết nấu. Vậy là có thay đổi thế hệ rồi đó. Thế hệ thay đổi. À. Cuộc sống thay đổi. À. Nhưng mà anh là một nghệ sĩ nổi tiếng anh Kim Vũ Long. Rồi anh về nhà anh nấu ăn cho má vợ, rồi nấu ăn cho vợ, rồi nấu ăn nhiều người như vậy. Có khi nào anh từ gái anh nghĩ, ủa tại sao mình nổi tiếng mà có... Lại mình phải đi nấu cho nhiều người ăn không? Không, anh thích. Thấy cái niềm đó là hạnh phúc. À. Anh thích vậy đó. Dạ. Anh thích là anh nấu cho mọi người ăn. Nhưng mà ăn xong đừng chê được rồi. Quan trọng anh nấu dở ngon rồi chứ. Không, dở ta cũng chê chứ. Nhưng mà tại vì anh nấu ngon. À, đó. Con anh là con nít mà thường thường là nó không bao giờ nó nói những cái gì mà sai sự thật. À. Anh nấu lên nó hút miếng súp hay là một miếng ăn một muỗng cơm nữa đó. Ồ, number one. Anh có dặn nó trước không? Không. Con anh là nói thật không à? Hay là anh liếc mắt anh nhìn nó trừng trừng nhìn nó sợ. Nói thôi chứ thật ra là anh Kim Tử Long anh em cũng biết nấu ngon mà. Dạ. Tay nghề anh vậy nó mới người ta mới mở nhà hàng được. Chứ đâu phải mà người ta không biết nấu ăn, không biết ngon thì dở người ta mở nhà hàng đâu. Anh nói thật với em, cuộc đời của anh chỉ có một lần anh khóc. Mà là anh cứ nghĩ anh là một nghệ sĩ nổi tiếng á. Lúc đó là năm 1996. Lúc đó là anh đang rất là nổi luôn. Anh đi hát với Ngọc Quyền ở bên Pháp á. Ở bên đây là anh đi đâu cũng có người làm. Vali cũng có người xách. Rồi đi vô tới chỗ hát thì cũng có người lo trang điểm, quần áo, giặt. Thì khi mà anh đi qua bên Pháp anh diễn năm 95-96 đó. Tối đi qua bệnh có mình thân mình à. Ngọc Quyền còn có ba mẹ ở Paris. Anh chị ở Paris, còn anh đâu có ai đâu. Trời đất ơi, anh mà ở bên đó, ở khách sạn nhỏ nhỏ mà không phải khách sạn lớn như bên này. Nhưng mình không biết nói tiếng nữa. Tối đó, hát về, anh đứng lên giặt cái quần. Anh giặt cái áo. Cái anh tự nhiên anh suy nghĩ. Ủa,
tại sao tự nhiên bây giờ mình qua đây một mình một thân, ở nhà có người này người kia lo cho mình, rồi giờ sao giờ mình giặt cái quần cái áo đây, tự nhiên khóc. Đó lần đầu tiên trong cuộc đời anh tủi thân á, tủi thân á, mà sau khi đó xong mới nghĩ là vô duyên. Ủa cái gì đâu tủi thân, giặt đồ cho mình mà gì đâu tủi thân. Nhưng mà nó quen rồi à. Cái đó là cái quen thôi à. Nhưng mà cuối cùng rồi nó cũng qua thôi. Rồi thôi bây giờ mình xé như đây đủ rồi Lộc dạ. ơi. Bây giờ chú sẽ chuẩn bị chú làm nước chấm. Cái kinh dạ, nghiệm rồi. nước làm nước chấm gỏi là sao anh? Chú có chia sẻ bí quyết được không? Mình sẽ có chanh nè, đường dạ. nè, ớt nè, tỏi nè. Thì cái đó là nguyên liệu chắc chắn. Nguyên liệu rồi. Nhưng cái cách pha chế á, quan trọng là nêm nếm. À đúng, quan trọng nêm nếm thôi. Cái khẩu vị ừ. Có nhiều người người ta sẽ ăn theo cái khẩu vị của miền Bắc, có người thì theo miền Tây, có người theo miền Trung. Nhưng mà anh thì anh theo miền Tây à. Dạ. Anh ăn theo miền Tây quen. Miền Tây chắc hậu nó ngọt ngọt chút xíu hả chú hả? Ngọt ngọt chua chua. Dạ. Mặn mặn. Nói chung là cái hậu ngọt nhiều hơn. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ làm nước mắm nha. Dạ. Lột cái bao tay này ra. Thì anh Kim Tử Long có bao giờ tâm sự với má Xuân Yến không? Hay là chỉ nói qua tinh tinh thôi? Ví dụ như có chuyện gì đó thì Tử Long có trực tiếp nói chuyện thẳng với má, trao đổi tâm sự, chia sẻ gì không? Không có đâu. Không có hả? Vì là hai mẹ và con lợi ít có ngồi nói chuyện riêng với nhau. Có nghe tại từ khi cô bị bệnh cái chân cô vậy nè. Dạ. Rồi cô có ít đi xuống dưới. Rồi nó đủ thứ công việc. Nó làm mệt cả ngày, vừa chạy về là lo đựng con này kia nọ. Rồi đâu có lên trên lầu đâu mà gặp cô à. Ít khi có gặp nhau lắm. Thì chỉ đó. Có buổi tối bữa nào ăn cơm chung mới gặp nhau thôi. Mà ăn cơm tụi cô nó không ít, rồi cô đi xuống dưới tại chân cô bệnh đó. Dạ. Cô không có đi xuống dưới nữa, cho người bưng lên cho cô à. Bưng lên phòng cho cô. Vậy thì cái cuộc tiếp xúc gặp mặt giữa cô với con rể ít lắm luôn cô? Ít lắm, chứ hồi xưa thì nhiều lắm. Dạ. Xưa gặp thường. Bây giờ từ lúc cô bệnh cẳng chân như vậy nè, ít có gặp. Vậy thì một tuần gặp bao nhiêu lần? Không có nói, không biết, không để ý. Không để ý luôn. Ừ, rất ít đúng không? Rất ít. Chứ lúc trước thì gặp thường. Ngay từ chỉ mấy hôm trước đó là tập tuồng Lương Sơn Bá của Long nè. Dạ. Đó, thì gặp thường. Tại tập tuồng mỗi ngày rồi gặp nhau rồi kia. Rồi chở đi ăn, đi uống rồi vậy. Dạ. Bây giờ thì do cái đặc thù công việc với cô ở trên lầu suốt đúng không? Ừ, cô ở trên lầu. Nấu ăn xong rồi bưng lên luôn. Luôn lên có người bưng lên cho cô, có khi mấy đứa nhỏ nó bưng, con cô nó bưng đồ được tới. À. Tóm tắt là phục vụ cô, ai cũng ấy trơn. Cuộc đời của cô giờ cô nói cô giống như bà Hoàng vậy đó. Thiệt á, không có làm động ngón tay ngón chân. Nó ngay đó cũng là nhờ các cô mình nó có hiếu. Rồi gặp nó thẳng luôn, phải gặp rể tốt mới có được vậy con. Dạ. Gặp mấy người rể mà khó chịu chắc không có sống gì được đâu. Dạ. Với lại anh Kim Tử Long anh cũng nổi tiếng. Anh cũng không có sĩ diện như nhiều người khác. Gặp như có những nghệ sĩ sĩ diện người ta cũng không phải. Tại vì họ quen, giống như Kim Tử Long nói nãy là mình quen được người khác phục vụ rồi. Đúng bây rồi. Bây giờ tự nhiên mình phục vụ cho chính mình mà mình còn tủi, đừng nói chi là phục vụ cho người khác nữa. Mà anh Kim Tử Long thì anh không bao giờ có chuyện đó. Không có chuyện đó. Dạ. Đâu. Nó sống hòa đồng với nhau lắm. Dạ. Nghĩa là trong cuộc sống giữa mẹ và con rể là không có tranh luận với nhau, không mâu thuẫn với nhau. Không có cái đó. Dạ. Tất cả những đều dành cho nhau những lời yêu thương nhất, những cái sự chăm sóc đặc biệt nhất cho nhau. Con biết á. Nó mua áo mua đồ cho cô còn không ngờ luôn. Nó mua cho cô đâu cũng 3 lần có. Dạ. Đó. Nó đi chợ nó mua đem về nó mát. Mặc thử coi vừa không? Có bao giờ mà anh Kim Tử Long mát má Xuân Yến gì con gái của má làm gì rồi cho anh buồn không? Không giờ có chuyện đó đâu. Không có mát luôn? Không có mát. Vợ chồng tự giải quyết làm gì làm. Ở trong nhà còn không biết vợ chồng nó gây lộn hay không. Nếu mà mát á thì má binh ai? À, má binh lẽ phải. Cái đó má nói thật. Không bao giờ mấy đâu. Nó nào phải thì mình nói nó phải. Dạ. Còn nó quấy thì mình góp ý với nhau. Chứ không, không có ngại gì hết. Ừ, chứ không có người mà hãy con tôi phải binh, không có chuyện đó. Dạ. Vô tình mình làm gì bất cái thang để cho con mình nó hư thêm. Trong những lúc má bị tai nạn như thế thì ai là người chăm sóc má Xuân Yến nhiều? Nó ngay trong nói đứa nào cũng lo má. Trong đó thằng út của má thì nó trong nó tới lui bệnh viện nó lo nuôi nhiều. Dạ. Nhưng cái người này là cũng lo dữ lắm. Ngay nó lo đố nội đố ngoại lo cho má.
Còn công việc nữa nó cũng được. Anh công việc suốt gì mà anh có cái thời gian để lo cho má cũng vẫn lo luôn được. Đó nó tội nghiệp nó lắm, nó chứ hiếm có mà gặp người gì lắm. Thế đó nó thật, nó sống cũng thật lòng lắm con. Dạ. Thấy đầu bếp làm cái mê rồi đó, nghe tiếng dao thôi là biết chuyên nghiệp rồi đó. Nó chịu làm lắm, không phải làm ăn cũng ngon. Còn má thấy con cũng nấu ăn, thấy bộ cũng ngon lắm. Dạ, con nấu cũng được. Cũng không phải xuất sắc nhưng mà nấu được. Dạ. Má ơi, má phải nói là con ăn nấu ngon chứ không cũng ngon là không được má. Những cái lúc mà má Xuân Yến bệnh thì anh Kim Tử Long bận rất nhiều việc, chạy show này kia rồi. Là anh cũng là một người chăm sóc má Xuân Yến, đúng không anh Kim Tử Long? Anh thì không có tự tay chăm sóc má được. Nhưng mà là anh ở phía ngoài thôi, lo về kinh tế, lo về bác sĩ, nhờ bác sĩ lo. Chứ còn anh Trinh á, Trinh là Trinh với thằng Út á, là cận kề má nhiều nhất. Cứ nghe cũng có tiếng nói là ông nó gửi gắm bác sĩ. Dạ đúng rồi. Long thì anh quen, có quen biết nhiều người gửi cũng rất là nhanh. Tận tâm. Anh Long cũng người sống tình cảm. Có bao giờ mà mình xem truyền hình xong mình thấy con mình bị uyển sai cái gì đó mình về mình góp ý liền không? Cũng có nói. Có luôn. Bất cứ. Nhưng mà phải nói ra này thì nó ít có sai. À. Đó. Nhưng mà bất cứ để mà có sai chút xíu là mình góp ý nó liền. Để hay. Tại vì muốn ai trong dòng họ gia đình ai cũng phải hay hết trơn. Mình công chúng nuôi mình phải làm cho vừa lòng công chúng, có hiểu không? Dạ. Bây giờ cũng nói thẳng hết trơn. Không có giấu giếm gì hết. Không có giấu. Dạ. Sai là nói sai, đúng là đúng luôn ha. Vậy đó. À. Cũng hay. Chứ không là nhiều khi á là nhiều khi đồng nghiệp khác nha, nhưng mà khi lúc trước á là Kim Tử Long với Má Yến là đồng nghiệp với nhau. Nhưng sau đó trở về nhà là làm mẹ vợ mẹ con rể thì nó cũng hơi nhạy cảm đó. Đôi khi là ủa lúc trước sao tự nhiên giờ nó không tự nhiên, lúc trước góp ý nó khác nhưng bây giờ góp ý mẹ vợ con rể nó lại một cái tư cách khác. Nhiều khi là mình làm mẹ vợ mình lại gọi là góp ý nó nhiều hơn là chị em hồi xưa nữa. Có không cô hồi xưa cô góp ý ít hay nhiều? Không, nói ngay hồi xưa thì nói thẳng mà nói nhiều. Ví dụ hồi đó nó cũng mới ấy mà, nó mới hát nó chưa coi như bây giờ. Bây giờ nó cái nghề của nó đã cao quá rồi. Dạ. Ví dụ lâu lâu thấy cái gì chút xíu, con má thấy cái đó vậy đó. Tức là giờ nó bị ít hơn. Ít chứ không có nói gì được. Nhưng mà đó là trong nghề thôi, còn trong cuộc sống đó. Có bao giờ má góp ý anh Kim Tử Long, con phải sống thế này, con phải sống thế kia, con phải làm cái này, con phải làm cái kia, đó ngoài đời chứ không phải nói về những vai diễn. Nói mấy vậy. Có không? Tôi không. Nó không có gì để cho nói hết trơn. Cái đó nó sự thật luôn. Dạ. Nó được lắm. Nói anh nghe. Là người quán xuyến hơi nhiều việc đó chứ. Đúng rồi con, dạ. Tội nghiệp lắm. Là một nghệ sĩ rất nhiều thời gian đi biểu diễn, đi làm việc. Như anh còn mở nhà hàng, lo còn một đống cái gì nữa. Nó lo tới hai nhà. Đã vậy rồi về nhà cũng dùm nó lo con cái rồi kia. Dạ. Rồi tối ở Hà Nội, sáng thì ở dưới miền Tây. Chịu chạy lắm, miễn có tiền lo cho vợ cho con rồi, gia đình. Rồi chết rồi ra, ăn thử. Xuất sắc luôn. Xong rồi nha. Xong chưa? Xong rồi. Thấy hấp dẫn rồi đó. Thấy có cái rất là đẹp hương mắt. Vị nó lan tỏa đâu đây rồi đó. Đúng rồi, nghe mùi rồi đó. Là dĩa gỏi gà. Thơm quá. Hey, còn đây là cháo gà. Đây, anh ngồi với má Tư đi. Rồi. Dạ. Dạ. Thấy cái đói bụng. Má cà phê má ngồi xích bên kia. Đây con xin phép múc cho cả nhà nha. Không, bây giờ mình ăn gỏi trước mới ăn cháo. Dạ. Bây giờ mình sẽ thử gỏi. Dạ. Này để nước mắm vô đây nha. Má lên. Mời bà đi con. Dạ con mời bà. Con cần chấm nước mắm nó ngon không anh nè. Đây thử gỏi trước đi ha. Gỏi. Chú Long mà chú Long làm như có bí quyết hay sao chú? Làm nhanh xẹt không kịp nhìn luôn á.
Sợ giấu... ta hơi chung sợ. Bí quyết. Bí quyết có cái nước gì trong khác cái giống như. Dạ. Tao nấu nước lèo có nước gì tao lâu tao làm sẽ tao chế cái nước nó vô đó. Đúng rồi. Đây. Con thử con mời má ăn miếng nha. Ít ít thôi mà không ăn nhiều được. Không. Rau rau, rau củ quả không má? Ăn tí má phải ăn, má má nêm nếm đi. Kệ. Đây, mình má. Lên. À, cảm ơn anh. Ừ. Thấy chu đáo chưa? À, xin mời. Dạ, con có trời chút giá. Chú có phép vui đẹp quá, anh nhìn thấy đẹp quá. À. Nó có màu sắc rồi ha. Ừ, đẹp. Mình có thể mình ăn rồi xong rồi nếu mà mình cảm thấy vừa thì thôi, còn không có vừa thì mình sẽ chấm với nước chấm này. Dạ. Ủa nhưng mà sao đầu bếp không ăn gì chứ nhỉ? À, thường thường đầu bếp người ta nấu rồi đó. Dạ. Người ta mời khách ăn thôi. Dạ. Khi nào mà khách ăn mà thấy an toàn rồi bếp mới ăn. Chú này tôi nói thôi chứ tôi ăn trước nè. Mới nghe dạ. Thấy tử tế quá. Dạ, con xin mời cả nhà. Mời cả nhà. Nhưng mà mình thấy vừa ăn thì ngon. Còn nếu mà không vừa ăn mình chấm lắm. Đúng rồi. Thì hậu vị mọi người khác nhau. Cái chén nước mắm này á, nước chấm này nó sẽ làm tăng thêm cái yêu thích của từng khẩu vị mọi người khác. Dạ. Giống như mình không vừa thì thêm nữa, nó yêu thích thêm vậy thôi. Không à, cái đồ chua á, nó vừa phải, chua thanh á. Sao vậy con? Dạ ngon bà. Giờ thêm nước chấm ngon là sao? Tại vì cái gỏi gà này chỉ nhờ nước mắm thôi. Nếu mà mình làm không đúng nước mắm đó thì nó dạ. Sẽ quá mặn. Đúng rồi. Cái vị nó sẽ bị mặn mà mặn chát á. Dạ. Còn cái nước mắm này nó vừa. Vừa. Thành thử là chú chỉ cần pha thêm đường, thêm dạ. Chút xíu chanh, đặc biệt là phải có khoảng nửa muỗng giấm. Dạ. Thì cái nước chấm nó sẽ chua thanh. Mà ừ. Cái chén nước mắm của chú ngon là một phần nhờ là nước mắm cá cơm tươi vị ngon gắn kết gia đình đó. Là nước mắm gì? Nước mắm Nam Ngư. Ờ đó đúng rồi, nước mắm Nam Ngư. Đúng rồi, quên thiếu chữ Nam Ngư. Ờ trời. Chết rồi. Mà chú biết không, tại vì do cái này là có công thức ủ chượp với chú. Thế nên thành ra là công thức ủ chượp là gì? Ủ chượp á là nãy như con nói là khi mà bắt cá tươi lên á là ủ người liền. Ta ướp ủ liền ngay dạ. Tại trên thuyền luôn. Nên là thành ra cái vị của nước mắm á bà, nó rất là đậm đặc. Và nó có cái màu, nếu mà người ta mắc cái mẹo người ta chỉ là khi phân biệt cái nước mắm ngon á là sẽ có cái màu cánh gián. Nó sóng sánh cái màu cánh gián lên. Và cái vị mới đầu sẽ mặn cái đầu lưỡi. Hèn rồi chi khi ăn vô thì hèn chi nước mắm này á, khi chú pha đó dạ. Thì cái lượng đường chú bỏ ít hơn những cái nước mắm khác à. Tại vì nó đã có cái mặn mà mặn thanh dạ, mặn đúng thanh rồi. Mặn ngọt rồi đúng chứ không phải đúng. Là cái mặn chát. Dạ dạ đúng rồi. Nhiều đúng. Cái mặn chát á mình trời ơi mình pha đường hoài nó vẫn dạ. Còn nghe cái mùi hôi với mùi dạ, nước dạ. Mắm mặn á dạ. Nhưng mà nước mắm này chỉ cần vừa đủ cái lượng đó là nhờ nước mắm Nam Ngư đó. Thì có thể bán nước mắm được đó Lộc. Hôm nay cứ thấy giới thiệu thì bán nước mắm được đó dạ. Mà Nguyễn Linh biết không, có một cái thời khắc mà tưởng đâu là gia đình cái là không còn gặp má nữa đó. Ủa sao vậy? Thì cái thời gian khoảng 3 năm gì trước là má bị bệnh tim á, có nghĩa là bị đột quỵ luôn, rồi đưa vô bệnh viện Tâm Đức không á? Tâm Đức. Bệnh viện Tâm Đức á, nằm ở trong đó mấy tháng trời á. Là tưởng đâu là má mất rồi đó. Nhưng mà cũng nhờ bác sĩ tận tâm rồi trị. Coi như là lúc đó là cái gì mổ cái gì không? Nó đặt tên. Bị ba gì. Tự nhiên đang nói cái hở vành ba lá. À hở vành ba lá đúng rồi đó. Nặng lắm được luôn. Đưa cái ống đi thở không rồi. Á. Anh vô là anh không. Anh vô bệnh viện anh thăm là không nhìn ra má luôn. Má nằm trên giường là thấy cái giường không thấy má. Ốm vậy đó. Rồi đâu có ăn uống gì, chỉ có cái thở với lại nước biển nè dạ. Vậy mà sao mà không tổn thương. Bác sĩ trị xong bây giờ là khỏe tới bây giờ. Giờ hát cũng bây giờ lên sân khấu được luôn đó mà. Đó. Lúc đó là vô là trời ơi, ai cũng nói xong rồi. Chuẩn bị là gọi là ở nhà hậu sự hết rồi đó. Bác sĩ nói là về lo hậu sự đi. Trinh khóc quá trời luôn. Anh nói thôi nếu mà phải má đi thì để cho má đi nhẹ nhàng vậy đó dạ. Chứ đừng có khóc khóc lúc đó má đâu biết gì vô lúc là coi như là hôn mê luôn hả hôn mê. Hôn mê không biết gì luôn con coi như là nằm như là cái xác mà con biết hai trói hai tay hai chân luôn đó không bận đồ gì luôn không nghĩ gì trơn á thấy rồi là nói là thôi rồi chắc là nói nếu mà má có đi thì để cho má đi một cách nhẹ nhàng vậy đó đừng có khóc
mọi người đừng khóc. Không, bệnh viện Tâm Đức hay thiệt á. Lúc đó là má 70, nếu mà bây giờ 79 thì là khoảng 75-76 tuổi đó. Thì là 3-4 năm nay rồi. Đó, 3-4 năm nay đó. Sau khi mà mình hết bệnh rồi xuất viện thì má cảm nhận gì về tình cảm của chàng rể dành cho má? Thương nó thêm nhiều nữa chứ. Dạ. Thiệt. Nên để nói ngay, mình thương cái không phải đó, đã lo tài chính thì chớ. Bà đằng này nó còn biết đi vô đi ra, tuy rằng nó không dám lên phòng đó, nhưng nó cũng tới ở dưới này nó ngồi. Nhưng nó ngồi, ta đâu có cho vô mà đó, cho một người thì đó dạ. Thấy thương nó nghe. Chỉ có một người được vô thôi. Cho một người vô thôi. Dạ. Mà cái ngày mà má xe ở bệnh viện đi ra đón má về, mọi người ngỡ ngàng luôn. Không ngờ là má về nhà mà má khỏe vậy. Không ngờ luôn. Thấy rồi là má đi rồi. Cũng nhờ tình từ tận tâm các bác sĩ, cũng như tình yêu thương của con cháu. Đúng rồi. Nó là của tinh thần, đặc biệt hơn nữa là cái tình cảm của chàng rể dành cho má. Linh nghĩ rằng là ở Kim Tử Long có hai cái điều rất là quan trọng, đó là tình đồng nghiệp cùng với tình yêu thương gia đình là chàng rể. Hai cái nó cộng lại nó tạo thành cái tình yêu thương gắn kết với má nhiều hơn nữa. Đúng không anh Kim Tử Long? Đúng rồi. Dạ. Tức là lúc đó là mình không có nghĩ thật sự ở trong lòng lúc đó, không có nghĩ là má vợ hay là ai hết trơn á, mà chỉ nghĩ ồ đây là một cái người cần phải được bác sĩ tận tâm cứu chữa. Cho nên là lúc đó anh với Trinh nói là còn nước còn tát á, chứ lúc đó là mọi người trong gia đình á là nói là giống như là thôi, nếu mà má không qua đến số rồi đó thì thôi để cho má đi một cách nhẹ nhàng. Chứ bây giờ mà mình vô mình khóc lóc rồi mình kia thì má sẽ không đi được. Nhưng mà có khi nào chú khóc không trong cái giai đoạn đó? Cuộc đời chú chưa biết khóc. Thật sự đó, con có biết là hồi nãy chú kể là ở ở có đi giặt đồ cho mình khóc thôi. Lần thứ nhất, lần thứ nhì là chú khóc vì con chú thôi. May ca đó. Lấy chồng rồi. Không, lấy chồng mừng chứ sao khóc. Cho nó đi mà sao khóc. Chú khóc là lúc mà chú với lại mẹ của May ca đi vậy đó. Lúc đó là May ca mới 4 tuổi thôi. Thì chú hát với Ngọc Quyền ở ngoài sân khấu đó, vở thần nữ Phán Vũ Long Trận. Tới cái cảnh mà chú ru thần nữ ngủ chụp cái bài nhạc Đài Loan. Đang ở nhìn thấy May ca nó đứng ngay cái cánh gà. Nó coi chú hát mình ốm nhôm, nó đang thui. Nó ốm hơn Suri con nó bây giờ đó. Ốm nhôm đang thui là lúc đó đang ở với mẹ đó. Trời ơi, là tự nhiên tim của chú nó đập inh inh, nước mắt của chú trào ra. Chú khóc mà mới nào đang hát mà đêm thu gì đó mà còn ráng rượu một chút nữa chú hát không được, chú cứ thế mà chú khóc. Hồng Quyền nó đang nằm ngủ mà Hồng Quyền đang nằm mở mắt hí hí ra, sao thấy chú không hát nữa. Mấy đoạn trước không, lần trước không có khóc không luôn. Tự nhiên lần này khóc. Trời ơi, nó bóp tay chú như nào là bắt đầu đóng màn lại luôn. Là chú chạy chú ôm mày ca, chú khóc như mưa. Là đó là còn ba mẹ chú cũng vậy, nó chết chú cũng khóc nữa. Tại vì mình nghĩ đó là số phận đó. Chỉ có lúc mà bắt đầu đưa xuống quyệt là mình biết là mình sẽ không còn gặp ba mẹ nữa thì chú mới khóc. Anh Kim Tử Long, người nghệ sĩ có rất là nhiều cảm xúc và rất là tình cảm, không chỉ cho gia đình mà cho khán giả nữa. Người tận tâm với nghề, không lý do gì mà má vợ không có yêu thương ra, đúng không? Tận tâm đến mức thương nó nhiều lắm. Dạ, thương nhiều hơn nữa. Qua rất là nhiều giai đoạn, từ giai đoạn là đồng nghiệp với nhau đến giai đoạn là con rể luôn. Ngày hôm nay má có muốn anh Kim Tử Long thay đổi điều gì trong cuộc sống không? Thấy nó sống gì cũng được hơn người ta nhiều rồi. Có cần thay đổi gì không? Có nghĩa là mỗi tháng có cho thêm tiền. À chắc chị quá. Thay đổi đó thôi. Đừng thay đổi gì khác đâu ba. Nói ngày cũng tội nghiệp lắm á. Dạ. Vợ chồng nó mỗi tháng đã, nó đã nuôi mình hàng ngày rồi, lo cho cái phòng ở đầy đủ tiện nghi y như ở khách sạn. Dạ. Là một mình má ở đó nha. Dạ. Rồi cái gì cũng muốn là có. Thế hôm mới đi đâu tụi nó kêu tài xế hoặc có khi kêu con má chở đi, lấy xe hơi chở đi chứ không cho đi gắn máy nữa. Dạ. Tại nó biết bà già bị bệnh tim mà về nhát lắm, toàn lấy xe hơi đưa đi không. Dạ. Đặc biệt đó, để đặc biệt là má một chiếc xe 7 chỗ. Thiệt á, đi đâu là kéo rủ nhau đi đó. Rồi con Trinh thì chiếc xe 4 chỗ, nó riêng của nó. Vậy đó.
đây mà bây giờ, có phước. Bây giờ ở trên sóng truyền hình à, bây giờ là má có yêu cầu con cái gì không? Ngoài cái việc ra ra thì còn yêu cầu gì không? Lương tháng, thường tháng có cần lên không hay là thôi đi đó đủ rồi, nó luôn đi. Chắc cái đó cần nói rồi nha. Nói luôn. Hôm nay tại vì Long kích rồi, nói luôn. Đề nghị mà. Luôn ha. Ừ. Bây giờ tôi nói đây mọi người làm chứng nha. Dạ. Hiện tại là mỗi tháng á, Lạng Trinh nó cho tôi 4 triệu. Giờ lên Long chưa cho. Giờ lên. Bây giờ thôi Long cho chẳng 10 luôn đi. À, thấy chưa. Bây giờ là má cố gắng miễn làm sao mà má giữ gìn sức khỏe nè, đừng có bệnh nữa. Là cái điều đó là cái điều là tụi con mong muốn đó, là đừng có bệnh nữa. Là má muốn xài cái gì má xài, má muốn đi đâu chơi, đi cho tinh thần. Cái tinh thần là thoải mái, dạ. Không nói, nhưng mà là cái quãng đời còn lại đó, dạ. Thoải mái tinh thần, vui vẻ, ăn được cái gì cứ ăn, vui được cái gì cứ vui. Thật ra là giờ má không có xài gì nhiều đâu. Con nghĩ chắc má cũng không phải có nhu cầu gì xài nhiều đâu. Tất cả con cháu không, không em rồi. Nói gì không đúng đâu nha. Nhu cầu xài nhiều lắm, tại biết sao không? Đi vào đường á cho. Mà thấy người ta khổ á, móc tiền cho đó. Trong đòn thấy người nào không có tiền, móc tiền cho đó. Trong khi đó mình không có tiền. Má có cái tật đó đó. Có cái gọi là không phải cái tật mà là cái tánh. Cái tánh gọi là thấy người ta khổ hơn mình là móc tiền cho trước. Rồi mình về là xin tiền lại. Xin lại. Chứ còn người khác á, thì mình phải có số dư nhiều mình mới cho người ta. Còn này không, trong túi mà còn 2 triệu mà ra mà gặp người nào mà không mà nghèo hơn hay là khổ hơn than chút là đưa. Đó. Người có bản chất đó không biết. Nhưng mà bà ơi, theo như hồi nãy bà với chú Long chia sẻ là ở nhà mình ít có ăn bữa cơm chung với nhau lắm không bà? Ít khi lắm, nó đi làm hoài ít có ăn chung. Mà hãy bữa nào nó kêu ăn thì bà cũng ít có ấy lắm, xuống nó mệt, bưng lên cho bà ăn không à. Không, vậy bữa nào á, anh Long lên phòng đi trên, lên phòng ăn chung lâu lâu một lần á anh Long. Lâu lâu mới có mà đưa má lên, thì má mới ăn khi nào mệt thì mới là lên thôi, chứ còn 10 lần là hết 9 lần là ở dưới ngồi ăn chung rồi. Có, chưa. Chứ có khi nào mà mệt á, thì mới thôi kêu chị ba đem lên cho má, thì đem lên thôi. Chứ ăn chung nó vui. Vui, ở đúng dưới rồi. Nhà lại vui, yeah. Tết rồi đó. Là mệt gì mệt cũng xuống à. Xuống lên kiếm tiền lì xì. Nó xấu tôi. Dạ, bà ơi, ngoài cái bao lì xì đó đi, thì bà còn mong muốn hay bà có điều gì muốn nói với chú Long nhân ngày hôm nay không bà? Tôi thấy nếu nói ra, nếu trên đời thì ít ai được hoàn hảo lắm. Nhưng mà tôi được ông tổ cho tôi phần rễ vậy, tôi thấy cũng là cái may mắn chứ tốt. Kép hát thì không làm sao mà tránh khỏi bay bướm hết đó. Nhưng mà không có đâu, con bay nhưng... thôi, con bay thôi chứ không có bướm bay nó nghe. Nhưng mà phải nói từ lúc về Long đi về nó sống với Trinh thì thấy mọi tánh của nó thay đổi khác hết. Nó biết yêu vợ thương con mà lúc nào cũng kính nể bà mẹ vợ. Hãy thấy nghe má thèm đòi muốn cái gì ao ước còn nói chuyện nhiều. Trời ơi, ước gì được đi Singapore rồi đó là lo đó. Lo cho má đi Singapore. Giờ có ước gì nữa không? Ngoài giờ, Singapore ra. Giờ ước, nói chứ giờ không còn ước cái gì nữa hết trơn. Muốn cho gì hưởng nấy. Thấy không, con thời buổi giờ làm khó khăn mà. Mình đòi hỏi đâu được, thôi ăn thua nó đi. Mà anh nói thiệt nha, trong cái mùa dịch đó, ở nhà ai cũng bị hết, ai cũng bị dính Covid. Có mình má là không bị à. Thấy không, ngộ tại không? Thuốc men má nhiều quá ngộ rồi. Ngộ không? Với lại cấm cửa không cho bước ra khỏi nhà. Thành thử ra đâu có bị. Rồi còn gia đình bị cái là cho má ở cách trong ly luôn. Má không bị mà má lại bị cách ly. Ở phòng đặc biệt nhà rồi, đúng không? Ở bên nhà bị hết rồi đâu có cho ra luôn. Thành thử ra người này bị cách ly, không bước ra khỏi nhà khỏi phòng luôn. Ăn cái gì cũng mở cửa hé để vô. Tại nhà bị hết rồi. Mà có mình má không bị à. Hôm nay là câu chuyện cũng rất là hay. Tức là mặc dù con rể cũng đã làm rể 11 năm rồi đó. 11 năm rồi. Nhưng cái tình cảm giữa mẹ và con rể nó vẫn gắn chặt và càng ngày càng yêu thương nhiều hơn nữa. Và anh Kim Tử Long cũng là một người nổi tiếng, nhưng mà
rất là trân trọng cái tình với má già của mình, yêu thương vợ con, chăm sóc hay cái từng miếng ăn giấc ngủ, từng cái bữa ăn thế này, và lo đi chơi này kia nữa. Thì đây là một con người rất là tình cảm. Và cái câu chuyện ngày hôm nay Linh nghĩ rằng là cũng đáng học hỏi với anh Long, là lo cho mẹ giỏi thế và yêu thương mẹ giỏi như thế, và ngược lại má Tư Xuân Yến cũng thế, cũng yêu con, yêu thương con rể mình rất là nhiều như vậy. Chúc cho tình cảm của hai má con càng ngày càng đậm đà, tha thiết, yêu thương nhiều hơn nữa, và đi chơi nhiều hơn nữa, đi du lịch nhiều hơn. Dạ.